Xin chào anh em, hôm nay anh em mình cùng nhau phân tích và nghiên cứu cái sơ đồ hệ thống gắn mưa. Và hôm nay mình nghiên cứu trên hệ thống gắn mưa dòng xe Hyundai. Và trước khi vào phân tích, anh em mình tìm hiểu về cấu tạo của cái mạch điện gắn mưa này. Đây là mình đang nghiên cứu là mạch trước của cái hệ thống gắn mưa không dùng cảm biến gắn mưa without rain sensor. Đấy, bên tay trái của mình trước này là công tắc khóa điện, gồm có 3 vị trí off, ACC và eagle on. Bên dưới là cái công tắc gạt mưa hay còn gọi là công tắc đa chức năng mitigation switch. Trên cùng này là IP ignition book, có nghĩa là cái cầu chì bên trong xe, gồm có một cái cầu chì ở trạng thái hot in on, cũng luôn luôn có điện dương. Và bên dưới này là cầu chì đây, và một cái dơ le ở hộp cầu chì ngoài xe. R này là viết tắt của chữ engine room, nghĩa là cái hộp cầu chì ở ngoài khoang động cơ. Bên tay trái này là cái motor gạt motor phun nước dưới kính ấy. Water motor đây, và bên cạnh nữa là hộp bi sen. Và đây là cái motor gạt mưa trước, fan wiper motor đây. Đây là hộp ESM, hộp ESM đối với xe số sàn, và PCM đối với xe số tự động. Và đây là công tắc gạt mưa chính đây, công tắc chính gạt mưa multifunction switch. Và cái đây là hai điểm nối mát. Rồi, anh em chúng ta bắt đầu vào phân tích. Đây, bắt đầu anh em chúng ta bật khóa điện lên thì dòng điện nó sẽ đi sang như sau. Đấy, sau khi mình bật sang chế độ lao, thì dòng điện đi như này. Đấy, biểu tượng motor quay rất là sinh động đúng không anh em? Khi ta chuyển sang chế độ 2, dòng điện vẫn xuất phát từ hộp cầu chì trong xe, đi qua motor về mát và motor quay. Rồi chúng ta chuyển sang chế độ INT. Chế độ này gọi là chế độ gạt mưa giãn đoạn. Khoảng cách giãn đoạn giữa các lần gạt mưa nó phụ thuộc vào giá trị điện trở biến thiên của cái nút xoáy trên cần gạt mưa đây, thể hiện ở trong sơ đồ đây. Nó sẽ phản hồi vào hộp PCM. Rồi chúng ta sang chế độ mid. Chế độ này là chế độ khi chúng ta nháy lên thì sẽ motor sẽ gạt một lần rồi lại trở về vị trí ban đầu, cần gạt mưa lại trở về vị trí ban đầu. Và cuối cùng chúng ta nghiên cứu chế độ phun nước rửa kính, water phun nước rửa kính. Ở hai chế độ INT và chế độ
Watcher này thì là đều motor đều quay ở chế độ lao. Rồi, cảm ơn anh em đã cùng nghiên cứu.